Có một lỗ thủng ở trên trần nhà, xem ra không chỉ có một thích khách mà thôi, nhưng mà từ lối vào của doanh trại đặc biệt không có gì khả nghi cả. Chúng ta phải đề phòng hơn. Ta đang nghĩ là một cái khác, có khả năng thích khách vào từ bên ngoài hay không, cái đó phải nên xét lại. Theo tài hạ, thích khách bất ngờ xuất hiện rồi biến mất, cao hơn là bên ngoài đột nhập vào đó, xong rồi hắn thoát thân và biến mất vào rặng núi xa tất kia, không ai kiếm được hắn nữa. Tài hạ càng lúc càng thấy cái việc này, hắn rất thành thạo đường đi nước bước ở trong làng của chúng ta, hoặc là trong làng của chúng ta có nội ứng giúp cho hắn thoát là chắc chắn. Tài hạ nghĩ một trong hai khả năng đó. Sườn bá tướng quân, mời tướng quân vào. Ông không sao chứ? Cảm ơn cái gì quan tâm, ta bình phục rồi, cảm ơn nhiều. Thật là may mắn, anh em của chúng tôi rất là lo lắng. Sao cô nương chỗ này thăm một mình vậy? Ở trong làng cũng có nơi tập mà. Bởi vì từ xưa tới nay ta đã quen tập một mình. Cô không thân quen với mọi người trong làng hay sao? Hay là cô không hài lòng với nơi này? Không phải, bởi vì ta thấy thoải mái hơn khi ở một mình. Như vậy ta vì đã thất lễ rồi. Ta cáo từ. Ta không phải là ý đó. Không phải là ta cảm thấy bất tiện hay là không được hài lòng với chỗ này. Xin hỏi, vết thương của tướng quân đã hoàn toàn bình phục rồi chứ? Phải. Lần trước cô rất là xinh đẹp, trang phục đó rất hợp. Tại sao cô không thường xuyên mặc trang phục đó vào chứ?
Thật như vậy sao? Thật mà. Tướng quân không cảm thấy mặt dậy kỳ lắm hay sao? Đâu có, cô mặc rất là hợp. Mặc trang phục của nữ nhi thiệt là rất bất tiện. Cô lần đầu mặc vào trang phục đó. Là thật vậy sao? Đã từ lâu ta đã không còn nghĩ ta là thân phận con gái nữa. Đối với cô nương xinh đẹp này, từ nhỏ ta khổ luyện và lớn lên như vậy, cha ta rất khắt khe. Ta xem mình có sứ mạng khôi phục giang sơn. Chúng ta sinh ra thời loạn lạc và phải chịu nhiều cảnh buồn thảm và chia ly. Nhưng mà cô đây cũng là người nhà một tướng quân, thời thơ ấu chắc cô cũng biết rõ buồn thảm chia ly là thế nào chứ. Ít nhiều cũng đã biết rồi. Còn ta trước khi tới chỗ này, ta đã rong ruổi nhiều nơi. Ta đã nay đây mai đó sống cuộc sống không được bình an. Từ nhỏ gia đình của ta và anh của ta đã tập luyện võ thuật rất vất vả và khổ cực. Anh của ta và ta đã phải lớn lên trong sự cô đơn và cực khổ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ lùi bước. Chân tay sao không làm theo? Phải làm theo mới được. Tiếp tục đi.